với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chương trình hiến máu tình nguyện được xem là một trong những chương trình trọng tâm của các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. Theo thống kê, từ đầu năm 2015 đến nay, thông qua công tác vận động tuyên truyền, chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút được sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh. Cụ thể, từ các đợt tổ chức hiến máu tình nguyện tại các huyện, thành phố, thông qua chương trình lễ hội Xuân Hồng, toàn tỉnh đã thu được gần 2.400 đơn vị máu, trị giá gần 1 tỷ đồng. Một số đơn vị đã kết quả cao như huyện Đơn Dương thu gần 430 đơn vị máu, Đức Trọng 260 đơn vị máu, Lâm Hà 250 đơn vị máu.